Rất hoan hỉ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về xem vận mệnh của 12 con giáp sẽ khởi nghiệp thành công, phú quý ngập nhà vào thời điểm nào, trong số 12 con giáp khởi nghiệp thành công ở thời điểm nào của cuộc đời và độ tuổi nó, nếu như biết nắm bắt đúng cơ hội, không ngừng nỗ lực thì chắc chắn trong số 12 con giáp sẽ có những con giáp thành đạt được những thứ mà mình đang mong muốn, phú quý chắc chắn sẽ ngập nhà. Trong cuộc đời có lúc thăng có lúc trầm, đó là chuyện hết sức bình thường. Không có ai có cả đời đều thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện như ý, cũng chẳng có ai xui xẻo thất bại cả cuộc đời. Dù bạn là ai, sẽ đến một độ tuổi nhất định, nhất là khi đã có gia đình để gánh vác, đều sẽ cảm thấy những áp lực tăng lên. Cho dù trước đó sống buông xuôi, không có chí tiến thủ, thì thời điểm đó cũng sẽ bị môi trường xung quanh ép buộc tiến về phía trước và có tham vọng muốn bứt phá. Dù người xưa có câu sông có lúc, người có khúc, nhưng không phải muốn thay đổi là lập tức làm được. Đôi khi cũng phải tự bản thân chúng ta nỗ lực thôi, làm vẫn chưa đủ. Với một vận khí cũng rất quan trọng. Ở lúc vận khí đang tốt thì làm gì cũng suôn sẻ và thành công. Nhưng nếu vận khí xấu, cố gắng đến đâu cũng khó mà đạt được những mong muốn. Vậy thì 12 con giáp khi bước đầu khởi nghiệp thành công ở thời điểm nào của cuộc đời? Thứ nhất là đối với người tuổi Tý. Đối với người tuổi Tý là những người luôn đặt ra những kế hoạch và mục tiêu rất rõ ràng cho cuộc đời mình. Hơn ai hết là những chú chuột luôn hiểu rõ điều bản thân muốn gì, nên biết làm gì để đạt được những điều đó. Đồng thời cũng sẽ nghĩ trước những biện pháp để thực hiện. Còn đối với con giáp này mà nói, chỉ khi dựa theo những kế hoạch của bản thân đã đặt ra để tiến về phía trước, họ mới cảm thấy an tâm và tự tin hơn. Cho nên người tuổi Tý một khi có ý định khởi nghiệp chắc chắn sẽ tính toán rất cẩn thận từng đường đi nước bước ở trong đầu. Ngay từ khi còn rất trẻ, họ đã có thể sớm thể hiện được năng lực xuất sắc của mình, nên có thể đạt được những thứ mình mong muốn, bước lên đỉnh cao vinh quang của cuộc đời không phải là quá khó khăn. Hầu hết những người thuộc con giáp này có thể công thành danh toại từ khi còn rất trẻ. Thứ hai là đối với người tuổi Sửu. Đối với người tuổi Sửu thì đa phần đều là người nề nếp và có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Hơn nữa, họ rất giỏi chịu khổ, sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức dù có vất vả đến đâu. Cuộc đời của con giáp này gần như là không có biến động gì quá lớn, luôn bước từng bước chắc chắn để đi về phía trước. Nhưng cũng chính vì cứ thật thà, chậm rãi bước đi như vậy, cho nên thời điểm những chú trâu có thể đạt được đỉnh cao vinh quang trong cuộc đời sẽ không quá sớm. Không sớm xong trước sau gì thì thời điểm hoàng kim của con giáp này cũng sẽ tới. Đó là khi họ đã bước vào tuổi trung niên. Lúc đó những khổ cực phải chịu cũng đã trải qua, vấp ngã cũng đã vấp ngã rồi. Đã đến lúc tuổi Sửu có thể thu hoạch thành quả xứng đáng với công sức mà bạn bỏ ra. Khởi nghiệp chắc chắn sẽ thu về những thành quả khả quan khi bước vào tuổi trung niên. Thứ ba là đối với người tuổi Dần. Đối với người tuổi Dần là những người rất giỏi xông pha, không chịu an phận ngồi yên một chỗ. Họ luôn gây ấn tượng là người thích gì sẽ làm bằng mọi cách để đạt được thứ đó. Ngay từ khi còn trẻ thì con giáp này đã đặt ra một mục tiêu rõ ràng là phải sớm bước lên đỉnh cao vinh quang của cuộc đời. Cho nên họ đã sớm vạch ra những kế hoạch chi tiết cho tham vọng khởi nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, cũng bởi là bộc lộ tham vọng quá sớm, tỏ ra quá ham công danh lợi lộc, tính cách lại có phần nóng nảy, không thích nghe ý kiến từ người khác, nên chuyện gì cũng thích tự hành động một mình. Cho nên những mong ước của những chú hổ vẫn khó mà thành đạt được sớm. Có những lúc chính sự cố chấp đã kéo lùi bước chân của con giáp này. Cho nên thời điểm để người tuổi Dần khởi nghiệp chắc thắng bước lên đỉnh cao vinh quang của cuộc đời có lẽ vẫn phải đợi đến tuổi trung niên. Về thứ tư là đối với người tuổi Mão. Với người có tính cách ôn hòa hiền lành như người tuổi Mão thì họ rất thích một mình một ý làm việc cho bản thân,
mà không cần nhờ đến ai hay hỏi ý kiến của người khác. Họ như sống trong thế giới của riêng mình. Chính vì thế cũng rất ít khi con giáp này chủ động chú ý đến sự biến đổi của thế giới bên ngoài. Dù cuộc sống có thay đổi ra sao, họ đều cố gắng điều chỉnh bản thân để nhanh chóng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Nhưng chính vì cứ lầm lũi một mình như vậy, cho nên những chú mèo không ít lần bỏ ra cơ hội khởi nghiệp thành công. Thậm chí khi thời cơ đến, con giáp này cũng không kịp chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận. Cho nên thời điểm để người tuổi Mão có một tiền đồ sáng lạng của riêng mình sẽ khá chậm. Có lẽ là ngoài tuổi trung niên trở đi thì may ra mới đạt được điều đó, không thì vẫn phải chờ đợi thêm nữa. Thứ năm là đối với người tuổi Thìn. Đối với người tuổi Thìn là con giáp có cá tính mạnh mẽ, có lòng tự ái cao, khiến cho họ không cho phép về bản thân mình thua kém người khác. Dù bản thân không thật sự coi trọng danh lợi, song tính cách hơn thua sẽ luôn thúc giục những chú rồng thẳng tiến băng băng về phía trước. Lại thêm vận số được ông trời ưu ái, cuộc đời luôn có quý nhân che chở và giúp đỡ. Tất cả những điều đó đã giúp cho con giáp này muốn đạt được bất cứ thành tích nào cũng không quá khó khăn. Khi đã có ý định khởi nghiệp thì con giáp này biết cách để vận dụng năng lực của mình cũng như là lợi dụng những lợi thế ở xung quanh để đạt được những điều mình mong muốn. Vì thế dù khởi nghiệp ngay từ khi còn trẻ thì người tuổi Thìn vẫn có thể đứng trên đỉnh cao danh vọng phú quý hơn rất nhiều người. Về thứ sáu là đối với người tuổi Tỵ. Trong 12 con giáp mà khởi nghiệp thành công ở thời điểm nào của cuộc đời thì với người tuổi Tỵ, họ làm việc gì cũng rất có trật tự và mạch lạc. Trước khi bắt tay vào thực hiện các kế hoạch khởi nghiệp của mình thì những chú rắn sẽ dành thời gian khảo sát tình hình, quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau đó sẽ vạch ra một con đường đi thuận lợi và tối ưu nhất. Một khi đã xác định được con đường để đi rồi thì Tỵ chỉ việc đi thẳng trên đó, không cần bỏ quá nhiều công sức cũng có thể đạt được thứ mình mong muốn. Song điều duy nhất cản trở thành công của con giáp Tỵ chính là việc họ rất dễ bị thế giới bên ngoài cám dỗ và quấy nhiễu, cho nên không đủ kiên định với con đường mình đã chọn. Đó là lý do họ sẽ phải rất đến trễ mới thu được trái ngọt trong quá trình khởi nghiệp. Về thứ bảy là đối với người tuổi Ngọ. Với người tuổi Ngọ là con giáp có tính cách rất sáng sủa và tính tích cực. Họ cũng rất thích trải qua đủ loại thử nghiệm trong cuộc đời. Khởi nghiệp chính là một trong những mục tiêu mà con giáp này đặt ra từ rất sớm. Chỉ cần là gặp được những điều mới lạ và thú vị thì những chú ngựa chắc chắn sẽ bỏ công sức và thời gian để đi tìm hiểu, mày mò nghiên cứu. Điều này cũng giúp cho họ có những kiến thức, có những kinh nghiệm mà ít ai có được. Hơn nữa, con giáp này còn rất có lòng cầu tiến, lại có thể chịu đựng gian khổ, cho nên nếu muốn bước lên đỉnh cao vinh quang thì tự mình xây dựng cơ đồ. Với người tuổi Ngọ sẽ tìm ra được phương án từ khá sớm, thậm chí họ còn có thể đạt được thành công sớm hơn bạn bè đồng trang lứa. Bạn có thể phát triển sự nghiệp từ lúc còn trẻ. Về thứ 8 là đối với người tuổi Mùi. Mùi vốn dĩ là trong số 12 con giáp thì là người rất dễ thành công nhờ vào tính cách của bản thân. Họ có thể chịu được khổ, sẵn sàng chịu điều đó, miễn là đạt được mục tiêu của bản thân đã đề ra. Hơn nữa, lòng kiên định của con giáp này rất vững vàng. Một khi đã lựa chọn con đường để đi thì sẽ kiên trì đi tới cùng. Song về nhược điểm của những chú dê lại nằm ở chỗ họ quá hiền lành, có đôi khi không nỡ dùng thủ đoạn, cho nên rất dễ bị kẻ tiểu nhân lừa gạt, dẫn đến chuyện đi chệch hướng với con đường ban đầu. Thậm chí có thời điểm họ còn kiên trì đi lầm đường mà không hề hay biết. Như vậy thì nếu muốn khởi nghiệp thành công, người tuổi Mùi có lẽ tốn kha khá thời gian của cuộc đời. Về thứ 9 là đối với người tuổi Thân. Với con giáp hoạt bát thông minh như người tuổi Thân, họ rất thích giao du với đông đảo mọi người xung quanh, đi tìm hiểu về cuộc sống của người khác, đôi khi còn không nén được xen vào chuyện của người khác cũng là điều thường xảy ra. Nhưng đồng thời với một thói tọc mạch, đó cũng giúp cho những chú khỉ phát hiện ra không ít cơ hội mới mẻ, nhất là khi mục tiêu mà họ đặt ra là khởi nghiệp bằng chính đôi tay của mình thì người tuổi Thân sẽ không bỏ qua bất cứ lợi thế nào. Trong quá trình làm việc, một khi đã tập trung
thì con giáp này rất hăng say, nghiêm túc, hăng hái bắt đầu những kế hoạch mới, sau đó còn cổ vũ và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Vì thế, thành công trong quá trình khởi nghiệp với người tuổi Thân vẫn có thể coi là khá sớm, giúp họ đạt được những vinh quang chiến thắng bằng chính công sức của chính mình. Thứ 10 là đối với người tuổi Dậu. Thời điểm 12 con giáp khởi nghiệp thành công là vào lúc nào? Với những chú Dậu thì đa phần đều là người đôi khi chỉ đang trao đổi bình thường, nhưng con giáp này sẽ khá nhạy cảm, nghĩ quá nhiều vấn đề. Nếu như những chú gà có thể kiểm soát được suy nghĩ của bản thân, dựa vào thiên phú sẵn có và nỗ lực của mình, thì con giáp này muốn thành công cũng không khó lắm. Hơn nữa, với những người xung quanh cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ người tuổi Dậu một tay, nếu như là Dậu gặp được quý nhân, và con giáp này sẽ bước lên một đỉnh cao của vinh quang cuộc đời còn sớm hơn dự định. Về 11 là đối với người tuổi Tuất. Đối với người tuổi Tuất thì làm việc gì cũng nghiêm túc và cố gắng đến cùng. Với tính cách hài hòa, hòa đồng, con giáp này rất thích hợp tác làm việc với người khác. Trong quá trình hợp tác với đoàn thể đó, họ có thể thu hoạch được rất nhiều thứ, không chỉ là kiến thức, kinh nghiệm mà còn có cả những mối quan hệ có lợi cho đường sự nghiệp hoặc thăng tiến cho bản thân. Hơn nữa thì con giáp này còn có lòng kiên trì, khi đã xác định mục tiêu khởi nghiệp là sẽ quyết tâm đi đến cùng. Cho nên quá trình hợp tác với người khác cũng là cơ hội để con giáp này tích lũy thành quả cho bản thân mình. Chính vì thế mà thành công đến với Tuất hơi muộn một chút, có lẽ phải đợi đến tuổi trung niên thì họ mới có thể bước lên đỉnh cao của vinh quang. Về 12 là đối với người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi dù cũng có một thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, song lại có một tính cách là quá ngay thẳng. Do đó là lý do họ không tạo được nhiều thiện cảm trong các mối quan hệ xã giao. Cũng chính vì tính cách thẳng thắn đó, nó làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình khởi nghiệp của con giáp này. Bởi quá trình khởi nghiệp đó cũng rất cần đến các mối quan hệ, mà điều này thì Hợi lại không có. Chỉ khi liên tục chịu nhiều thua thiệt hay là chịu nhiều vấp ngã thì Hợi mới chịu tự kiểm điểm bản thân, từ đó mới phát hiện ra những điểm cần phải sửa đổi. Sau quá trình tự nhận thức đó thì con giáp này mới chính thức trở nên nề nếp hơn, lại thêm năng lực sẵn có, thời điểm thích hợp để con giáp Hợi bước lên một đỉnh cao vinh quang của cuộc đời, có lẽ là ở giữa tuổi trung niên. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.